Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có người đánh tôi. Ê con Yên, có thấy có một thằng nào vừa chạy qua đây không? Nó chạy ở kia kìa. Mày mà đưa bố mày nó chạy ra con ạ. Đi rồi. Tôi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Không, anh đẹp trai ăn cháo đi rồi em kể cho anh. Anh ăn cháo đi. Tôi cảm ơn. À, lúc nãy anh đẹp trai bị người ta đánh. May là có em cứu anh về đây đấy. À, tôi nhớ rồi. May quá là có cô. Không có, tôi bị người ta đánh chết mất. Chuyện kể ra thì dài lắm. Tôi bị người ta lừa, bắt ký giấy nợ. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Đúng là đồ đẹp trai ngốc nghếch. Mà tôi chưa biết tên của cô. À, em là My. Anh đẹp trai tên gì ấy? Tôi là Trung. Anh Trung đẹp trai. Tôi có thể ở đây một vài hôm được không? À, được, được chứ. Anh ăn cháo đi này. Tôi cảm ơn. Không có gì đâu. Ơ, chết, em đi ra ngoài kia nấu cơm đây. Anh ăn đi nhá. Em phải viết thế này mới đúng này. Đây, anh chỉ cho. Anh chỉ cho. Em phải cầm như này. Đó. Đây, em phải viết thế. Đó. Em thấy dễ hơn chưa? Mà nhà em nhỏ thế này lại còn có một giường nữa. Có khi để anh nằm dưới đất, em nằm trên giường nhá. Không được, dưới đất lạnh lắm.
À, mi biết rồi. Bây giờ Trung nằm trong này, mi nằm ngoài này. Ơ, em cá xinh xinh này này, mi để ở giữa. Đây này, mi để ở giữa như thế này này. Xong rồi Trung ngủ đi. Thế anh ngủ trước đây, em học xong rồi ngủ sớm đi nhá. Mi biết rồi, Trung đi ngủ đi. Mi học xong rồi mi đi ngủ sau. Ừ, em ngủ ngon nhá, ngủ trước đây. Trung ngủ ngon nhá. Chị ơi, cho em hỏi ở đây có phải là chỗ để nộp hồ sơ không ạ? Cô muốn nộp hồ sơ ạ? À, dạ vâng ạ, em nộp hồ sơ xin việc ạ. Cô muốn ứng tuyển vị trí nào? À, em muốn ứng tuyển vào. Thôi. Cái loại ngơ ngơ như cô ấy, thì chỉ có bộ phận lao công mà nhận thôi. Ở công ty chúng tôi, tối thiểu phải có bằng cấp 3 trở lên. Cô không đủ yêu cầu. Chị ơi, chị xem lại hộ em với. Em việc gì em cũng làm được chị ạ. Em hứa em sẽ chăm chỉ làm ạ. Thôi, cô đi về đi. Để cho tôi còn làm việc, sếp tổng sắp đến rồi. Chị ơi, chị nhận hộ em. Tôi bảo cô đi về đi. Chị ơi, chị ôi giời ơi, con điên này. Cô định làm loạn ở đây à? Em xin lỗi ạ. Chị ơi, để em lau cho chị. Em xin lỗi ạ. Mày nghĩ là mày lau ấy,
mà cái máy tính nó hoạt động bình thường được à? Mày có biết là ở trong này có bao nhiêu dữ liệu quan trọng hay không? Chị ơi, em lau một là sạch ấy chị ạ. Đây đây ạ, em lau đi ạ. Thôi, đi về đi. Cái loại dở hơi như cô ấy mà còn đòi làm việc ở hang à? Mày có biết là ấy, ở đây đến lao công còn phải có bằng đại học hay không? Cô nghĩ cái gì vậy? Chị ơi, chị em xin lỗi ạ. Chị ơi, chị xem lại hồ sơ em với ạ. Là tao không nhận rồi. Mày đi về đi. Mày làm tao điên lắm rồi đấy. Có chuyện gì mẫu nào đấy? Sếp xem, con dở hơi này đã không có bằng cấp gì rồi, vẫn cứ đòi xin vào ham làm. Em đuổi đi không chịu về. Có chuyện gì thì từ từ mà nói chuyện. Sao phải ẩn người ta vậy? Mi, là Mi phải không em? 5 năm qua em đã đi đâu? Anh không tìm được em. Là anh Trung đẹp trai này. Cô này là người quen của sếp ạ? Cô ấy không những là người quen của tôi, cô ấy còn là người thương và là vợ sắp cưới của tôi nữa. Không thể nào, người như sếp mà cũng quen những người lơ nga lơ ngơ như cô này ạ? Tôi thật không ngờ ở Ham Group này lại có một cô thư ký mà khinh người như cô. Từ ngày mai cô không cần phải đến công ty ở đâu. Ôi sếp ơi sếp, em xin lỗi, em biết em sai rồi ạ. Cô đừng nói nữa. Cô đi về đi. Nếu 5 năm trước không có em cứu anh thì có lẽ bây giờ không có Ham Group rồi. Lúc đấy anh phải bỏ đi vì anh lo sợ bọn côn đồ sẽ quay trở lại và hãm hại em. Lúc anh quay lại thì không thấy em đâu nữa. Em đã đi đâu hả Mi? Em về quê để bố mẹ em chăm sóc em với cả đứa bé. Là thật sao? Con trai hay con gái hả em? Giống ai nhá. Cảm ơn ông trời đã cho tôi một gia đình. Mi, em là món quà quý giá nhất của đời anh. Vừa cho thợ lắp cái camera. Dạo này trộm cắp nhiều quá. Nhưng mà nhá, nhiều khi lắp cái này dọa còn trộm ấy. À, mà hôm trước em còn thiếu chị mấy chục. Em gửi tiền chị nhá. Ôi, sao em đưa chị nhiều này? Thôi, chị cứ cầm đấy đi. Lần sau em mua hàng thì tính sau. Thế nhá, thôi em đang bận, em đi trước đây. Thôi, chị đi nhá. Cho em tiền này, em cầm lấy đi. Thôi, em cầm lấy đi. Mà sao giờ em còn ngồi ở đây, nhà em ở đâu? Ôi ra, lại cái thằng nhãi kia. Bố mẹ mày đâu mà mày cư xử thế? Ê bà kia, bà không được nói tôi như thế. Mày lại còn láo à? Thôi chị, bỏ qua cho nó đi. Em có biết không, cái thằng này này, là nó ngồi ăn xin ở đây á. Bao nhiêu hôm nay chị không nói rồi, hôm nay lại còn thái độ như thế nữa. Em nghĩ chắc là do hoàn cảnh của em ấy khó khăn nên là mới ở ngay góc như vậy để bảo vệ bản thân của mình thôi. Mà thôi em đi đi muộn. Đấy cho em quay mắt thôi, em đi nhá. Chào chị. Thằng này nó ăn cắp hàng nhà chị đấy. Chị á, bán hàng nhỏ lẻ, đã đề phòng, lắp camera rồi. Thế mà nó tranh thủ cái lúc chị không để ý, ăn trộm đồ nhà chị. Tiền hàng chị thiệt hại lên đến gần chục triệu rồi đấy. Thật hả chị? Em, tại sao lại ăn cắp như vậy? Có phải ai đứng sau sai khiến em không? Em nói đi, chị sẽ giúp em. Vâng.
mấy người đừng có giả vờ, mấy người là người xấu. Đấy em thấy chưa? Em ăn cắp như vậy là đúng sao? Ăn cắp như vậy thì là người tốt à? Tôi có lý do riêng của mình. Do em tôi bị ốm nên tôi mới... Thôi! Mấy cái trò này á, tao gặp nhiều rồi. Mấy cái trò này á, mày định mang ra để mà ăn mày cái sự tư hại của người khác à? Hả? Đi, tao đưa mày lên phường cho công an rồi đó. Không, bỏ tôi ra. Ok. Thôi chị, tiền thiệt hại của chị hết bao nhiêu, em trả. Em không phải làm thế làm gì cả. Chắc gì em nó đã bị bệnh. Em á, có khi bị lừa đấy. Bị lừa cũng không sao chị ạ. Không ai ốm thì càng tốt mà. Em trả tiền không phải vì em bị lừa, mà bởi vì em không muốn một cậu bé nhỏ tuổi như thế này em phải khốn khổ vì tiền. Cuộc sống vốn dĩ đã khắc nghiệt rồi, mình giúp đỡ được ai thì hai người đấy thôi chị ạ. Ừ, em nói cũng đúng. Nhờ cái lòng tốt của em, chị cũng tỉnh ngộ ra được vài điều. Công nhận là không có ai ốm thì cũng tốt. Này, kiếm được người cho cậu tiền ý thì rất dễ, nhưng mà kiếm được người hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cậu ấy thì cực kỳ khó đấy. Cậu là phải ghi nhớ ngày hôm nay đấy. Thôi, chị đi vào đây. Thôi, chị có ít tiền, em cầm về chữa bệnh cho em gái nhá. Em cảm ơn chị, em không phải người lừa đảo. Chị công ty, em sẽ chứng minh cho chị thấy ạ. Mang tiền về để chữa bệnh cho em này. Tiền nhiều thì anh ăn cắp phải không? Không, đây là số tiền mà anh tự kiếm đấy. Thật không ấy? Thật. Cô bé ơi, cô không làm gì anh cháu. Cô không làm hại anh cháu đâu. Ngày hôm nay cô đến đây là để thăm hai anh em đấy. Anh cháu rất là thương cháu đấy. Số tiền này là anh con đã vất vả làm việc để kiếm đấy. Có thật không cô? Thật mà. Với lại hôm nay nhờ anh Thái, anh của cháu mà cô đã học được một bài học về tình thương. Đôi khi sự thật không phải ở trước mắt mà nó ở sau sự việc. Thôi, Thái cầm tiền chăm sóc cho em nhé. Giờ chị có việc gấp phải đi rồi. Nếu như mà có việc gì khó khăn thì cứ đến tìm chị nha. Em cảm ơn chị. Em là chị ạ. Cô đi đây. Em chào cô. Đi. Tôi đâu có nhiều thời gian rảnh mà chơi với cô. Tôi đến đây để bàn công việc. Chị muốn bàn chuyện gì ạ? Cô cũng lẩn lặng nhanh lắm. Tôi nói nhanh cho nó vuông nhá. Ở gần đây có một siêu thị mini mới mở. Họ trả cho tôi gấp 2 lần bên cô. Nên tôi chấp nhận bên họ rồi. Chị nói vậy là sao? Tôi và chị đã ký kết hợp đồng. Tại sao chị không cho tôi nhập hàng? Đã vậy lại còn sát tới ngày khai trương nữa. Bây giờ chị không cho tôi nhập, tôi lấy gì mà bán? Đấy là việc của cô. Tôi không quan tâm. Ý chị là sao? Chị nói thẳng ra đi. Cô hiểu ý tôi nhanh đấy. Để tôi nói luôn nhá. Nếu như bên cô trả tôi gấp 3 lần thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Chị làm ăn như vậy mà được à? Tôi mở siêu thị, ký hợp đồng với chị. Bây giờ chị lật lọng thì tôi biết xoay sở như thế nào? Tôi sẽ kiện chị vì tội phá vỡ hợp đồng. Cô kiện à? Cô kiện đi. Cô nên nhớ trên hợp đồng không hề có dấu đỏ. Tôi không sợ bố con nhà thằng nào cả. Cô có giỏi thì kiện tôi đi. Chị dám chơi tôi à? Thôi được, bởi vì sát đến ngày khai trương nên tôi chấp nhận. Khi nào thì chị giao hàng cho tôi? Khi nào cô trả tiền thì đấy tôi giao hàng. Được, chị nhớ giữ lời đấy. Tôi sẽ chuyển khoản cho chị. Nếu không, tôi sẽ kiện chị vì tội lừa đảo. Cô yên tâm, tôi lâu nay làm ăn rất là uy tín. Nhanh lên. Chuyển nhanh lên, đừng để tôi đổi ý. Dừng lại. Chị không việc gì phải chuyển tiền cho cô ta. Em sẽ cung ứng hàng cho chị với giá rẻ, nhưng sẽ đảm bảo về chất lượng cũng như là xuất xứ của sản phẩm. Chị đừng lo. Đây là danh thiếp của em. Cậu
cậu là giám đốc của chuỗi cung ứng lớn nhất cả nước hiện nay sao? Tại sao cậu lại muốn giúp tôi? Em sẽ cho chị nhập hàng với giá gốc không lãi nếu như chị đồng ý. Còn ngay bây giờ, nếu cho phép, em sẽ alo cho nhân viên chuyển hàng ngay cho chị. Cậu nói thật chứ? Được, nếu vậy tôi đồng ý hợp tác cùng cậu. Chúng mày đừng có mà láo. Đạo đức kinh doanh của chúng mày đâu hết rồi? Ai cho mày cướp khách của tao? Để mà nói về đạo đức thì trước tiên tôi nghĩ là chị sẽ phải xem lại mình. Chị nổi tiếng trong thương trường và những trò kinh doanh bẩn. Vậy mà bây giờ chị lại còn lừa chị Trang của tôi à? Tất cả những trò bẩn của chị ấy đã được mọi người tố cáo ra tòa. Để tôi xem chị còn hành động như vậy đến bao giờ. Không, tao không tin. Chúng mày lừa tao đúng không? Nếu chị không tin thì có thể lên mạng mà xem. Mọi người đang bóc phốt ầm ầm chị trên mạng ấy kìa. Còn bây giờ ấy, tôi yêu cầu chị đi ra ngoài. Chúng mày cứ đợi đấy. Tao không để yên cho chúng mày đâu. Chị đừng lo, tao có em đây rồi. Chuyện hôm nay tôi cảm ơn cậu nhé. Thực sự tôi không biết đền đáp cậu như thế nào nữa. Thực ra thì em mới là người phải nói lời cảm ơn. Chẳng lẽ chị quên em sao? Em là cậu bé năm xưa đã được chị giúp đỡ. Nhờ có sự giúp đỡ của chị mà em đã được đi học. Sau đó em vào siêu thị làm và phát triển công việc đến bây giờ. Cậu là Thái phải không? Ôi, nhìn cậu khác xưa quá. Tôi không nhận ra nữa. Vậy còn em gái của cậu thì sao? Nhờ có sự giúp đỡ của chị mà em gái của em đã được đi học. Và hiện giờ thì nó đang ở trường. Có lẽ là để lúc nào rảnh em sẽ đưa em gái của em vào gặp chị nhé. Được, vậy lúc nào rảnh cậu dẫn em gái đến gặp tôi nhé. Còn chuyện hôm nay tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu như mà không có cậu, chắc tôi đã đồng ý với mức giá của cô ta rồi. Mà với số vốn hiện tại, chắc tôi không đủ để duy trì mất. Thực ra thì người mà nói lời cảm ơn sẽ phải là em chứ không phải là chị. Bởi vì nhờ có sự giúp đỡ của chị thì em và em gái của em mới có được ngày hôm nay. Chính chị đã là người đưa tay ra trao cho em sự tự tin và sự dũng cảm trong cuộc sống này. Trong khi mà cả thế giới đang quay lưng lại với em, chị đã cho em niềm tin vào cuộc sống. Và lòng tốt đến từ đâu thì sẽ trở về từ đó. Cậu nói đúng, lòng tốt đến từ đâu thì sẽ trở về nơi đó.